Việc thông qua nghị quyết về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thể hiện cách làm việc linh hoạt từ phía Quốc hội khi lắng nghe nguyện vọng của người lao động, tôn trọng quyền lựa chọn chính đáng và hợp hiến của họ. Vào cuối tháng 3, hàng nghìn công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang đã ngừng việc tập thể phản đối Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Theo Điều 60, người lao động không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau khi nghỉ việc như Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, với mức tiền lương thấp cộng với việc bị sa thải trước độ tuổi về hưu, nên khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được xem là số vốn để nhiều lao động chuyển kế sinh nhai khác. Nhưng mà em thấy đuổi công nhân cũng dễ lắm. Ví dụ có một trường hợp mới hôm kia đi làm, đang gần cơm xong hết giờ làm rồi, hết giờ nghỉ rồi nhưng vẫn đứng hút thuốc. Giám đốc nhìn thấy rất là đuổi luôn. Trước nguyện vọng của một bộ phận người lao động, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về một số điểm trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 liên quan đến hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Hầu hết các đại biểu đều tán thành việc Quốc hội ban hành một nghị quyết tại kỳ họp cho phép người lao động sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ở đây nó cũng thuận lợi cho người lao động, nó phù hợp với cái khả năng hoàn cảnh của mỗi người lao động. Nếu như người lao động nào có những khả năng mà đóng tiếp thì sau này là về già được hưởng các cái chế độ về lương hưu thì cũng là rất là tốt, để cái chính sách của mình là rất là nhân văn. Thế nhưng trong trường hợp mà những người lao động mà điều kiện hoàn cảnh khó khăn thì người ta vẫn không thể tiếp tục được thì người ta có thể rút ra một lần. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đã thông qua bổ sung một cái nghị quyết như thế này là linh hoạt như thế là tạo thuận lợi tốt nhất cho người lao động, và người lao động có thể là lựa chọn một cái phương án phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Tôi hoàn toàn ủng hộ với cái chủ trương mà Quốc hội đã biểu quyết hôm nay. Tuyệt đại bộ phận đại biểu tham gia bỏ phiếu đã tán thành việc thông qua nghị quyết về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tôi cho rằng là chính sách này sẽ mở ra nhiều cái khả năng lựa chọn cho người lao động. Thì trong nghị quyết thì cũng khẳng định là phải tiếp tục tuyên truyền vận động mà để người lao động nắm và hiểu được cái ý nghĩa cũng như là cái mục đích tốt đẹp của cái việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng cái lương hưu khi mà đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Tôi đánh giá rất là cao cái nghị quyết này của Quốc hội, và có thể nói rằng là chính cái nghị quyết này đáp ứng được những cái mong muốn, những cái trăn trở của người lao động. Và sau khi mà nghị quyết được thông qua, tôi tin rằng là người lao động cả nước rất là hài lòng, rất là hả hê với cái nghị quyết này của Quốc hội. Từ câu chuyện Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, một lần nữa cho thấy muốn các văn bản luật đi vào thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu của đại đa số người dân, thì việc lấy ý kiến cũng như tuyên truyền chủ trương chính sách là rất quan trọng. Chính vì vậy, sau khi thông qua nghị quyết này, Quốc hội cũng giao Chính phủ tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho người lao động. Yêu cầu của Quốc hội với Chính phủ còn là bảo đảm cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc được nhận bảo hiểm xã hội một lần, công khai, minh bạch thông tin về việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.